Trong cái nắng khô cằn, giữa đại dương bao la, ở đó có các anh, những người lính phải đương đầu với biết bao khó khăn, thử thách, nhưng vẫn luôn chắc tay súng để giữ vững chủ quyền biển đảo, giữ bình yên cho Tổ quốc. Ở đó có các anh, những điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng, mang trong tim khát vọng hòa bình của người Việt Nam. Binh nhất Bùi Thanh Hùng mới ra đảo Phan Vinh được vài tháng. Là trai quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, Hùng tình nguyện viết đơn nhập ngũ tháng 3 năm 2018. Trải qua huấn luyện ở một số đơn vị thuộc vùng 4 Hải quân, dần ra, tình yêu với biển trời quê hương cứ lớn dần trong Hùng. Những bỡ ngỡ dần qua đi, gác lại nỗi nhớ nhà. Thay vào đó là niềm tự hào, là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là trái tim căng tràn trong lồng ngực, những khát khao được cống hiến cho quê hương, đất nước. Lúc mà vừa nhập ngũ, thay đổi về khí hậu, rồi thay đổi về nhiều thứ, về cá nhân, sinh hoạt, rồi về xa gia đình nữa, cho nên hơi khó khăn về mặt tinh thần. Nhưng mà sau một thời gian rèn luyện, sau một quá trình rèn luyện học tập á, thì đã thích nghi được với cái đời sống ở đây, cảm thấy thì ở đây vui. Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi làm một trong những thanh niên được nhận nhiệm vụ cao cả là ra biển đảo bảo vệ Tổ quốc. Qua đó thì tôi cũng muốn thể hiện cho mọi người thấy là mặc dù là những thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đang sống giữa một cái thành phố đang phát triển, nhưng mà vẫn có một tinh thần không ngại khó ngại khổ để bảo vệ Tổ quốc. Qua một thời gian sống trên đảo, học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc cùng đồng đội trên đảo, binh nhất Bùi Thanh Hùng đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về nhiều mặt, không còn dáng vẻ của một cậu trai phố đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Thay vào đó là làn da rám nắng và gió Trường Sa, là một phong thái chững chạc, tự tin, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chỉ huy giao phó. Tôi thấy về môi trường quân đội rèn luyện bản thân rất tốt. Rèn luyện bản thân mình nên người này, thay đổi được nhiều thứ này. Cho nên nếu như mà các bạn, các đồng chí mà bằng tụi tôi muốn thay đổi bản thân thì tôi nghĩ đây là môi trường rất tốt. Có thể giúp mình nên người hơn, có thể giúp mình có thể trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Trên đảo Trường Sa lớn, Thượng úy Phạm Avona cùng các chiến sĩ trong phân đội của mình đang tiến hành trồng rau muống biển. Đây là loại cây thích hợp với môi trường biển đảo, như dễ sống, phát triển nhanh, giữ được độ ẩm cho đất. Trong hơn một năm qua, đơn vị của Phạm Avona đã phủ xanh được gần 5 hectare đầu đông bắc của đảo, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của đảo trong phong trào phủ xanh đảo. Là phân đội trưởng, ở đảo đã lâu, nên anh hiểu với thời tiết khắc nghiệt như ở đây, cây xanh đóng vai trò quan trọng như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ cũng như sinh hoạt hàng ngày. Trước hết là tạo cái màu xanh trên đảo, xây dựng cái cảnh quan cho đảo của chúng ta là xanh sạch đẹp. Từ đó là tạo cho cái bầu không khí gần gũi hơn so với đất của đất liền, đem cái không khí của đất liền ra đảo xa, tạo cho anh em một cái niềm tin để trong quá trình công tác thì vẫn xây dựng được cái ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tham gia trồng cây cùng với anh em trong đơn vị nó tạo cái mối quan hệ đoàn kết gắn bó hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Và cái ý nghĩa trong việc trồng cây là vừa đoàn kết người ta lại có thể xây dựng được đảo nữa. Cơn bão khốc liệt cuối năm 2017 càn quét qua đảo Trường Sa đã phá hủy quá nửa hệ thực vật ở đây. Nhưng chỉ hơn một năm sau, sự hồi sinh diệu kỳ đã diễn ra. Phần lớn những diện tích đất trống của đơn vị sau cơn bão năm trước giờ đã khoác lên mình tấm áo mới. Mỗi mầm xanh vươn lên được trên nền cát trắng nóng bỏng là thành quả đạt được đầy kỳ công với biết bao mồ hôi và công sức của những người lính trẻ nơi đây. Còn đây là địa chỉ mà các cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Lát thường xuyên lui tới, nhà văn hóa đa năng của đảo. Cái nhà này sẽ là một cái điều kiện bảo đảm ăn ở rất tốt, cũng sinh hoạt rất tốt cho cán bộ chiến sĩ. Đấy, chúng tôi được
thêm cái lượng dự trữ nước rất là nhiều này, rồi thêm các cái phòng ở này, rồi một phòng ở bên dưới là để luyện tập thể dục thể thao, đấy, thì văn hóa văn nghệ tổ chức ở đấy. Và bên ngoài sân thì là làm được các cái vườn rau. Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lát đã giúp các cán bộ chiến sĩ ở đây cải thiện đáng kể về điều kiện ăn ở cũng như sinh hoạt về văn hóa và tinh thần. Máy tập đa năng được trang bị để nâng cao thể lực, tăng cường thể chất, giúp các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ. Những trận bóng bàn sau giờ làm việc cùng với tiếng cười nói vui vẻ như thế này dường như làm anh em ở đây vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, có thêm quyết tâm và niềm tin, ý chí để chắc tay súng bảo vệ vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Anh em rất vui, phấn khởi khi có các nhà văn hóa đa năng này. Và nhất là cái phần công tác thể dục thể thao là cũng tiện ích hơn rất nhiều. Đó là được trên bảo đảm cho hệ thống máy tập đa năng, cộng với lại các cái về phương diện là bóng đàn, cộng với lại diện tích để ngoài trời anh em có thể là đá cầu lông, đánh cầu lông và đá cầu nữa. Cho nên là công tác từ đó giờ đi thấy là sức khỏe anh em đảm bảo hơn, về đời sống tinh thần được nâng lên rất nhiều. Cho nên là chính vì vậy cho nên là tư tưởng anh em cũng luôn luôn vui vẻ, phấn khởi. Thứ thực nhất là cái không gian của nhà ăn, nhà bếp nó có khang trang hơn, rộng rãi hơn, có khu chế biến riêng, rồi khu nhà bếp riêng. Đấy, thì cái đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm và cái điều kiện mà để cho mỗi ca nấu ăn nó được thuận lợi, thoải mái. Đối với bất kỳ đảo nào trên biển, nước ngọt luôn là yếu tố sống còn, có vai trò cực kỳ quan trọng để duy trì các hoạt động. Có nhà mới, thể tích bể trữ nước của đảo Đá Lát được tăng lên nhiều so với trước, giúp các cán bộ chiến sĩ thoải mái hơn trong sinh hoạt và đặc biệt là tăng gia sản xuất. Mặc dù là đảo chìm, cách xa đất liền, diện tích tăng gia sản xuất không nhiều, nhưng đảo Đá Lát vẫn có những vườn rau xanh mướt để cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Từ khi có nhà văn hóa đa năng thì cái hệ thống bể ngầm của nhà văn hóa là có trữ lượng nước ngọt rất là lớn. Nên là khi vào mùa mưa là anh em là tích được rất là nhiều nước để bảo đảm cái sinh hoạt, đời sống sinh hoạt của bộ đội ở trên đảo. Có nghĩa là nơi thời tiết ngoài này đấy, thì mùa mưa thì thường thì bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Nhưng mà thực tế thì chỉ mưa trong vòng thời gian rất là ngắn, thì khoảng 2-3 tháng thôi. Vậy nên là mình phải tranh thủ để tích được cái nước đó để phục vụ lâu dài trong quá trình sinh hoạt. Ở nơi ấy, giữa mênh mông sóng nước, có các anh, những chiến sĩ luôn bền gan vững chí, ngày đêm bám nắm nhiệm vụ, trở thành những điểm tựa nơi đầu sóng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.